Đây em nhá, đây cún anh lại cho ăn mới đây, để test sức khỏe đây, cộp cộp như lợn em nhá. À, em nhìn này, cái nét vằn hổ của nó bên trên đậm dày này. Đấy. Rồi xin chào tất cả các bạn nhé. Trong video clip này thì Hùng lại chia sẻ cái buổi chuyển một con cún con đực vằn hổ này, lên thủ đô Hà Nội nhá, Cún này thì hiện tại được hơn 2 tháng rồi, tiêm phòng đủ 2 mũi rồi, khỏe. Và trước khi Hùng gửi cún ra Bến Tre thì Hùng có test sức khỏe cho bằng cách cho ăn. Đấy, sức khỏe thì rất là tốt. Hùng cũng mong muốn là trước khi cún về nhà mới phải thật khỏe mạnh. Thì Hùng mới an tâm để gửi cún đi. Chứ còn nếu mà cún mà phong độ mà vẫn chưa đạt được 100% sức khỏe thì Hùng sẽ khất lại để cho cún nó khỏe mạnh. Thật sự thì Hùng mới gửi. Cún này vẹn hổ có cái đường nét vẹn đậm dày rất là nét. Ok, thế thì tí nữa cho cún vào trong chơi với các bạn một lúc, Hùng sẽ cho cún vào sọt, rồi hai thầy trò ra Bến Xe thì các bạn nán lại trên màn hình để theo dõi hành trình cún về nhà mới nó ra làm sao nhá. Cún sẽ về thủ đô. Rồi, ăn rồi, xong rồi. Vét không còn tí nào luôn. Em ơi. Thôi, thế thôi. Riêng cún này nhá thì khắc tố rất là tốt. Đó. Viền mắt đen đậm luôn. Viền mắt đen thui lui. Đấy. Đôi tai nhỏ vừa phải. Nhanh nhẹn. Thông minh. Con này cuốn thủ lắm. Đấy, con này bé xíu nhưng mà hay hú. Nha. Rồi, ok, xe tí về nhà mới nha. Giờ thả vào cùng bầy đàn cho chơi một lúc nha. Đây. Thế cún vừa ấy ăn xong rồi, bây giờ cho vào trong chơi với các anh, các chị, các em. Đấy, trong đàn. Đây, cún này nha. Cún này hôm nay là về nhà mới này, lên thủ đô Hà Nội này. Đây cún đực này, cún đực vạn hổ này nhá. Đây, thân thiện thông minh. Đấy. Trong này là hai đàn nhá. Các bạn cũng bắt vợ rồi, đâm ra cũng mỗi đàn còn mấy con thôi. Đấy. Còn đâu những đàn nhỏ thì Hùng sẽ lên video clip sau cho các bạn theo dõi nhá. Thật sau thì Hùng sẽ lên video clip tiêm phòng tẩy giun cho mấy cái đàn nhỏ để các bạn tiện theo dõi. Đây cún này hôm nay về Hà Nội đây. Đấy, mắt huyền đen đậm, vẹn nét đậm, vẹn hổ đậm nhá. Đây hiện tại thì còn cún này cún đực này. Đây cún này cũng là cún đực này. Đây cún đực này, con này cũng nhanh nhẹn thông minh này. Đấy. Đấy, còn cún này là cún cái này, cún cái vẹn hổ lửa bạc má. Đấy. Đấy, cún vàng này là cũng là cún cái này. Đấy. Cún bạc má này, con này cũng rất là xinh này. Đấy. Đấy, còn cún đực này này, con vẹn đen trắng này, con vẹn đen trắng nha, con này cún đực này, vẹn hổ đen trắng. Đấy. Và con vẹn lửa này nhá, con vẹn lửa này cũng là con cái này. Đấy, con vẹn cái. Đấy. Hùng giới thiệu qua cho các bạn như vậy thì lát nữa thì Hùng sẽ cho cún con vào trong giỏ, Hùng sẽ review cho các bạn tiện theo dõi là hành trình cún về nhà mới nhá. Anh bạn này thì cũng theo dõi kênh của Hùng là rất lâu rồi. Thì cũng rất là thích, nhưng mà vừa rồi thì mới chọn được một cún này ưng ý, đúng theo như mong muốn thì quyết định là bắt luôn nhá. Mới tối hôm qua quyết định và sáng nay Hùng gửi luôn. Đấy, em này em cái này, em cái vẹn bạc má này. Đấy, em này cũng rất là xinh xắn này. Đấy. Nha. Rồi thì sau đây là Hùng sẽ cho cún vào trong chọn.
Đây nhá. Hôm nay thì em được vận hổ này nhá, về nhà mới này. Em được nhá. Đấy. Mắt viền mắt đen xì luôn này. Em nhìn nhá. Con đen nó chạy ra ngoài rồi. Thôi bây giờ vào nhá. Vào đi. Ok, cũng đã vào dọa rồi. Đây bây giờ cún cho cún ra bến xe nhá. Các bạn nắm lại đoạn xem nhá. Rồi, cún đã lên đằng sau xe máy rồi nhá. Và hai thầy trò thẳng tiến ra bến xe. Rồi, let's go. À, gửi về bến xe nước ngầm một cái nhé. Ừ. Và đúng bến xe đấy nó nhận được. Đây có số đây. Ở đấy người ta trả cước nhé. Đâu chụp như nào đây? Đây. Có nhỉ? À. Đây đây tí 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 gửi luôn. Đây nhá, cún đã ra. Rồi cún đã ra bến xe Vĩnh Niệm đấy nhá. Đấy thì mong cún về nhà mới được mạnh khỏe, hạnh phúc bình an. Rồi hạnh phúc bên anh chủ mới nhá. Bạn nào quan tâm thì có thể liên hệ với Hùng qua cái số điện thoại, số Zalo không đặt trong phần mô tả video. Còn video xin kết thúc ở đây. Rồi, xin chào.